Westgott nói lời xúc động khi lần đầu có danh hiệu ở tuổi 30. Man United đã chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 6 năm bằng chiến thắng trong trận chung kết League Cup. Nhưng chiến thắng này thậm chí còn có ý nghĩa hơn đối với Westgott. Tiền đạo người Hà Lan gia nhập Manchester United vào tháng 1 theo dạng cho mượn từ Berlin. Anh được đá chính trong trận đấu với Newcastle tại Wembley và có pha kiến tạo giúp Marcus Rashford ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Westgott mới chỉ ghi một bàn cho Man United sau 12 lần ra sân. Nhưng không phải các bàn thắng mà những đóng góp vào lối chơi mới là thứ mà anh được ghi nhận. Tiền đạo này thường gây áp lực không ngừng nghỉ với cầu thủ đối phương và cho phép Rashford có nhiều khoảng trống để ghi bàn. Westgott ra mắt chuyên nghiệp ở giải hạng 2 cho fan club Emmen vào năm 2012 nhưng chưa từng giành được danh hiệu nào trong sự nghiệp cho đến hôm Chủ nhật vừa qua. Sau khi cùng Man United đánh bại Newcastle, cầu thủ 30 tuổi ngồi co ro trên đường biên nhìn và lắng nghe các cổ động viên hô vang trên khán đài. Anh cùng đội trưởng Harry Maguire sau đó đã được ghi lại cảnh say sưa hát bài hát United Row cùng với những người hâm mộ. Sau trận đấu, Westgott xúc động thừa nhận rằng giành được danh hiệu với Man United là giấc mơ thời thơ ấu. Ở Hà Lan, tôi đã chơi 2 trận chung kết cúp quốc gia và thua cả 2. Westgott nói với The Mirror, đây đã là lần thứ 3 và thật hạnh phúc khi là người chiến thắng. Thật tuyệt khi giành được một chiếc cúp. Đối với tôi, đây là một giấc mơ thời thơ ấu. Khi còn bé, tôi đã mơ được chơi cho câu lạc bộ vĩ đại, được chơi một trận chung kết và giành chức vô địch. Hiện tại, tôi đang tận hưởng khoảnh khắc khó quên nhất sự nghiệp,